Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Xe TV. Và hôm nay thì nhân cái dịp mình chuẩn bị mình giao một chiếc xe N350S nha các bạn, cho một khách hàng ở Tiền Giang. Thì mình vừa đăng ký đăng kiểm rồi vừa làm xong hết dán kính rồi cho khách hàng này các bạn. Thì bây giờ chuẩn bị giao, ngày mai thì bắt đầu giao xe. Thì hôm nay mình review sơ lược để cho các bạn cùng xem chiếc xe N350S này nha các bạn. Loại xe này thì nó mới ra năm 2021 các bạn. Thì nó có hai dòng, một dòng là N200S, tải trọng của nó là 1,99 tấn, và một dòng là N350S, tải trọng của nó là 3,495 tấn nha các bạn. Đấy, thì theo cái thùng bạc thì nó giống như thế này các bạn. Chiếc xe N350S này thì nó sử dụng động cơ Cummins của Mỹ. Nó rất là bền và công suất nó rất lớn. Đối với cái dòng trước đây như là dòng N200 và N350 á, của Jack á, thì cũng là đầu vuông giống như thế này, nhưng mà nó sử dụng cái động cơ là động cơ Isuzu. Động cơ Isuzu thì nó cái công suất nó nhỏ hơn cái chiếc này nha các bạn. Cái dòng động cơ Cummins này thì cái công suất nó rất là lớn. Công suất của dòng động cơ Isuzu thì nó chỉ có 78 kW thôi các bạn. Còn đối với dòng này nó tới 90 kW, nó đến 120 mã lực rồi các bạn. Cho nên nó rất mạnh, và đặc biệt nữa là nó cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu nha các bạn. Trước đây thì cái dòng 350 N200 sử dụng động cơ Isuzu thì cái kính này nó không phải giống như kính này các bạn. Nó giống như kính bình thường lên thôi. Còn cái dòng 200S và nằm N350S này thì sử dụng kính hộp 2 tầng, nó rất là sang trọng nha các bạn. Thì bây giờ cái xe này nó có cái chiều dài thùng là lọt lòng là 4m36, chiều ngang là 1m82 và chiều cao là 1m77 nha các bạn. Thì bây giờ các bạn chúng ta cùng theo dõi xem thử cái chiếc xe này nó có những cái điều gì mới đặc biệt hơn nha các bạn. Thì nhìn vào cái phần cabin thì nó rất là, nói chung là cái hình thù cái cabin vuông nó rất là đẹp các bạn. Nó phối hợp với lại một cái kính, cái hệ thống kính kính hộp 2 tầng, nhìn cho chiếc xe nó cứng hơn, nhìn chiếc xe nó mạnh mẽ hơn và nó chắc chắn hơn nha các bạn. Ở cái phần phía trước cabin thì nó cũng là cái màu logo Jack màu vàng kim. Đấy, bên dưới là cái mặt ga lăng lưới tản nhiệt nha các bạn. Nó cũng rất là lớn để lấy gió vào để làm mát cho động cơ và lấy gió để làm mát cho cái nước các bạn. Đấy. Chiếc xe này thì đã được đăng ký biển số ở Tiền Giang, cho một khách sạn ở Tiền Giang nha các bạn. 63H01363. Biển số cũng rất là đẹp các bạn. Đấy. Cái phần kính ở bên trên đó thì nói chung là cũng rất là, nói chung là nhìn nó rộng các bạn. Cabin này thì là một cabin rất là rộng nha các bạn. Cái phần gạch mưa thì nó cũng được là làm bằng gạch mưa, nó không có xương cho nên là nó giúp mình gạch tốt hơn và nó ít gây ra tiếng kêu hơn các bạn, nó êm ái hơn các bạn. Đấy, hệ thống đèn thì vẫn giống như những cái cabin trước đây là cabin vuông, thì nó cũng là hệ thống đèn đứng. Đấy, đèn chiếu xa, đèn chiếu gần và đèn cản. Ở đây có một cái mắt nè các bạn. Ở bên này thì chúng ta sẽ thấy cái hệ thống kính, nó rất là nhiều kính. Ngoài cái kính hộp 2 tầng rất là cứng cáp và chắc chắn này, thì bên trên nó có một cái kính chiếu mo cũng rất lớn nha các bạn. Đối với cái dòng động cơ Isuzu á, và cái kính này nó được gắn vào ở trong cái cánh cửa nha các bạn. Trước đây á, thì đối với dòng động cơ Isuzu đầu vuông á, thì kính nó sẽ được gắn vào ngay cái vị trí này các bạn, gắn vào cabin, không phải gắn vào cửa. Và nó chỉ đơn giản là một cái kính bình thường, xong rồi có một cái kính chiếu mo bên cạnh nữa thôi. Còn bây giờ cái hai cái kính hộp 2 tầng này được gắn vào cái phần cửa rất là to, mình nhìn mình có thể quan sát được cái thị trường xung quanh của chiếc xe rộng rãi. Mình làm cho bác tài có thể là quan sát được đầy đủ xung quanh, giảm những cái điểm chết của chiếc xe để bác tài có thể nhìn rõ hơn. Và bên trên là cái phần kính chiếu mo cũng được thiết kế cứng cáp, gắn hai bên cực kỳ chắc chắn nha các bạn. Đấy. Và thêm ở bên cái hệ thống kính thì nó có thêm một cái kính bên hông để xem bên hông nữa các bạn, để mình đo cái khoảng
cái kính này nó cũng rất là tiện lợi các bạn, để nhiều khi mình đậu vào sát đường đó các bạn, ví dụ mình đậu bên lề đường thì mình có thể đo được cái khoảng cách, ví dụ như theo quy định khi mình đậu đường thì cái khoảng cách giữa cái lề đường và cái bánh xe nó phải cỡ 25 cm, thì mình nhìn vô nhiều khi mình đo không, mình chạy mình đổ không quen thì mình sẽ nó rộng hơn hoặc là hẹp hơn hay như thế nào đấy. Còn cái này có cái kính này thì mình có thể quan sát được cái bên cái góc bên phía bên phụ này thì nó rất là thoải mái đấy. Cho nên là cái hệ thống kính này nó theo cảm nhận của mình thì mình thấy nó rất là có nhiều ưu điểm các bạn, và nó rất là đầy đủ đấy. Và bây giờ mời các bạn mình qua bên này mình xem chi tiết nha các bạn, ở cái phần kính bên trên đó các bạn, thì do yêu cầu của anh khách hàng là anh cần làm cái phần bên trên là phần chống chói các bạn, cho nên là đã dán một cái lớp đề can ở bên trong, phim cái nhiệt ở bên trong các bạn, thì nó chống chói nha các bạn. Đấy, cho nên là nhìn nó, mình ngồi bên trên trong xe mình không có bị chói, và nhìn cái trong cabin nó rất là mát mẻ nha các bạn. Đấy. Và tổng thể thì chúng ta có thấy bên cái phần cánh cửa bên khi mà tài xế bước vào thì chúng ta sẽ thấy rất là đẹp, cánh cửa rất đẹp và sang trọng nha các bạn. Chỗ này nó để là N350S, và bên dưới là có cái đèn đấy, được lên xuống, nói chung là cực kỳ sang trọng các bạn. Ai là tay nắm cửa cũng được, và thiết kế nó chắc chắn các bạn, lấy ra lấy vào mở ra nó cũng dễ thuận tiện nữa. Cái phần kính xe này nó được dán phim cách nhiệt bên trong đó nha các bạn, cho nên là nhìn chiếc xe nó rất là sang trọng, nói chung là nhìn nó mát, ngồi bên trong nó mát đó các bạn. Nếu các bạn mình có mua xe thì nên dán cái phim cách nhiệt này, thì nó làm giảm cái nhiệt lượng của khi mà ánh nắng mặt trời chiếu vào các bạn, cho nên nó cũng là một cái tốt đó các bạn. Đấy, xe này thì sử dụng cái lốp 700-16 nha các bạn. Đấy, đồng nhất trước sau chỉ có một bánh dự phòng. Đấy, và tổng thành thì chúng ta có thể thấy nè, ở trong cái cabin của nó cực đẹp nha các bạn, nhìn vào rất là sang trọng. Ở bên trên là có cái phần để hồ sơ nữa nha các bạn. Và bây giờ mời các bạn chúng ta cùng lên video để xem chi tiết nha các bạn. Đấy, bước vào cái khoang cabin lái thì chúng ta có thể thấy được cái vô lăng 4 cháo. Trên vô lăng thì tích hợp rất là nhiều cái tính năng. Đấy, ưu điểm nha các bạn, cực kỳ sang trọng và hiện đại. Đấy, đấy, nút điều chỉnh âm lượng. Rồi bên này có còn có cái hệ thống ga nữa các bạn. Đấy, cài đặt cái hệ thống ga tự động nữa nè. Rất sang trọng. Và bên trong này thì chúng ta có thể thấy được cái bảng táp lô hiển thị rất là nhiều thông tin thông số ở trên này nha các bạn. Đấy, nó còn cảnh báo được cửa mở hay cửa đóng nè, số km đã chạy nè, số cái quãng đường trung bình nè, rồi rất nhiều cái ưu điểm về các cái tính năng khác rất là hay nha các bạn. Đấy, phải nói là nó rất là sang trọng các bạn, nhìn những chiếc xe là thấy cái sự sang trọng của nó rồi các bạn. Đấy. À, và cái phần hệ thống âm thanh giải trí thì nó giống như những chiếc xe trước thôi các bạn, cũng có hệ thống radio USB cộng AUX kết nối với điện thoại và USB, mình có thể lưu vào những bài hát trong USB và mình mở nhạc mình nghe rất là thoải mái nha các bạn. Hệ thống máy lạnh. Đấy, hệ thống chỉnh gió. Nói chung là từng cái chi tiết này được làm rất là đẹp các bạn. Và cái nhựa, một loại nhựa văn ở trong cái phần tắp bi cửa cũng như ở trên phần tắp lô thì nó được thiết kế rất là sang trọng, một loại nhựa chống bám dính vân tay, nó làm cho chiếc xe sang trọng hơn, đẹp hơn và tinh tế hơn. Đấy, bên này còn có cái chỗ để đựng nước nữa các bạn. Đấy, chỗ này có hai hộc, mình có thể bỏ điện thoại vào đây cũng rất thoải mái. Đấy, và bên này nó có một cái cốp xe nữa nha các bạn. Trong này thì nó có cái bảo hành cho cái bình ắc quy này.
Xong á, trong này nó còn có cái xua máy nữa các bạn, xua khung xua máy đã được cài sẵn. Nhưng mà vừa rồi mình cũng cài mất, cũng cài cho nên là không có lấy cái bảng này. Trong này là cái mùi tầng thuốc nha các bạn. Cái mùi tầng thuốc này đáng ra là để gắn vào vị trí này. Tuy nhiên thì chiếc xe này đã được gắn camera lùi nha các bạn, cũng như là camera hành trình ở trên cái bảng này. Bình thường là cái này là cái kính chiếu hậu các bạn, thì còn cái camera này thì nó được gắn vào luôn nha các bạn. Đấy, nó đã được gắn xong rồi, nó rất là ok nha các bạn, nhìn nó cực kỳ đẹp. Và bên phần bên trên này là phần đĩa tài liệu, phải nói là thứ nhất là thiết kế cái này nó sang này, cái thứ hai nó cũng thuận tiện mình để giấy tờ hồ sơ tài liệu trên đây, nó cực kỳ an toàn. Và nó có cái này để nó khỏi bị rớt hay gì nữa, phải nói là được thiết kế cũng mình, ví dụ như mình khi mình bỏ đồ ở trong này hay điện thoại trên này thì cực kỳ tốt nha các bạn. Khi mình ngủ hay là gì á các bạn, mình ngủ trên cabin, mình dừng giữa đường mình ngủ, mình để điện thoại hay ví trong này thì khỏi lo bị mất các bạn, khỏi lo bị nó cậy cửa nó lấy hay là như thế nào các bạn, bởi vì để trên này cũng không ai nhìn thấy được các bạn. Nó rất là kín và chắc chắn, giống như là một cái két sắt thu nhỏ trong này nha các bạn. Và cái phần trên này mình sẽ mở xem cho các bạn xem cái camera lùi nha các bạn. Cái chìa khóa này nữa các bạn, để mình sẽ mở cho các bạn xem cái chìa khóa này nha. Cái chìa khóa này đầu tiên bên này là chữ jack này, phải nói là được làm thiết kế nó tinh tế lắm các bạn. Nói chung là sang, rất sang. Bên này nó có mở bấm điều khiển từ xa, và khi mình mở khóa thì mình bấm cái này lên, đúng vào. Mình sẽ nổ máy cho các bạn nghe âm thanh như thế nào nha các bạn. Cái âm thanh của cái động cơ nó nổ cũng rất là êm ái các bạn, phải nói là nó. Và đây là cái phần máy lạnh, nói chung là mở ra là thấy. Nếu mà các bạn mà dán cái phim cách nhiệt như thế này các bạn, thì nhìn chiếc xe mình ngồi bên trong nó cảm giác nó cực kỳ mát nha các bạn, nó không có bị chói. Thứ nhất là cái phần dán cái phần mặt trên này nữa các bạn, nói chung là nhìn nó cực kỳ đẹp và sang trọng, giống như là nó tránh được cái ánh nắng mặt trời nó chiếu vào mắt mình á, cho nên là mình không có nhìn thấy chói và rất là sang trọng. Đấy, rất là đẹp nha các bạn. Thì phải nói là từng cái đèn, chi tiết đèn rồi ở trên này thì nó được thiết kế cũng rất đẹp các bạn, rất là sang nha các bạn. Ghế cũng vậy, ghế thì nó cũng được thiết kế là một cái loại ghế, cũng là ghế u, nó ốp cái lưng vào nó rất là đẹp đẽ nha các bạn. Đấy, và nó cũng chắc chắn, ngồi nó cũng cứng cáp. Đấy, chỗ này nó còn có cái ghế bật ngay chỗ này nữa các bạn. Ở đây nó còn có một cái hộc nữa nha các bạn, cái hộc để mình có thể để đồ hay gì trong này cũng được này các bạn, mình để cũng rất là thoải mái. Đấy, nó thiết kế cũng sang trọng các bạn, nói chung là một cái nơi để đồ rất là tiện nghi. Đấy, và chiếc xe này khi gắn camera hành trình thì mình lùi nó cũng rất là ok nha các bạn. Đấy, mình có thể nhìn thấy được cái quang cảnh ở phía sau. Và cái phần camera hành trình và camera lùi thì nó tích hợp ở trong này rồi nha các bạn. Ở trên này nó sẽ ghi được thẻ nhớ đã được cắm nè, nói chung là lưu toàn bộ ở trong này, các cái thông tin ở trong này nha các bạn. Và bây giờ mình lùi thì nó sẽ như thế nào nha các bạn. Đấy, mình bật cái camera lùi nè các bạn. Đấy, chúng ta có thể nhìn thấy ở phía sau những cái, ví dụ như mình lùi đây thì nó có từng mức báo động xanh này, vàng này, đỏ này. Đỏ là gần sắp tới nha các bạn, tới chứng ngại vật rồi đó. Thì cái bây giờ phổ biến mình thấy là các cái xe tải thì đều lắp camera lùi đó các bạn. Chứ nhiều khi có một số bác tài, nhiều bạn cũng tin tưởng vào cái kinh nghiệm của mình lái xe lâu năm á, nhiều khi mình cũng hơi chủ quan, cho nên là mình cũng, với lại cái xe tải thì cái điểm mù của nó rất là lớn mà nhiều nữa, cho nên là nhiều khi mình không có nhìn thấy được phía sau. Nhiều khi có đứa trẻ con hay là chướng ngại vật gì đó mà mình cứ lui vào cái hố gì đó thì mình lui thì nó sẽ nguy hiểm các bạn.
cho nên là mình có cái camera lùi, mình gắn cái này, xe này sẽ được tặng luôn camera lùi nha các bạn. Mình gắn vào thì nó sẽ rất là tốt, mình có thể lùi mình thoải mái khỏi cần cái lơ phụ gì cả các bạn. Đấy, cho nên nó rất là tốt các bạn. Và ngồi bên trong này máy lạnh thì cực kỳ mát nha các bạn. Và bên trong xe thì phải nói là quá đẹp, không chê vào đâu được các bạn ơi. Găng tay này, số thì có 5 số tiến, 1 số lùi nè. Cần số không là thấy được sự sang trọng rồi các bạn. Nhìn thấy cái cần số là thấy được cái sự sang trọng rồi các bạn. 5 số tiến, 1 số lùi các bạn. Nói chung số nó cũng rất là nhẹ. Đấy, rất là nhẹ các bạn. Đấy, cực kỳ nhẹ, rất thoải mái rồi các bạn. Đấy, nói chung là nó chiếc xe này phải nói là mua chiếc xe này đáng đồng tiền bắt gạo các bạn, thực sự như vậy. Thoải mái. Và bây giờ thì mình sẽ tắt cái động cơ, tắt máy lạnh trước nha các bạn. Sau đó mình tắt cái động cơ và chúng ta sẽ xuống để xem cái động cơ Cummins của năm 2021 và động cơ mới này đối với chiếc 350S này nó như thế nào nha các bạn. Tất cả các bạn, chúng ta dỡ cái cabin này lên đó thì nói chung nó được thiết kế cân bằng, mình dỡ nó cũng rất là nhẹ các bạn. Và đây là cái đánh vào, nhìn vào tổng quan thì chúng ta thấy một cái khối động cơ cũng rất là lớn, được thiết kế những cái gọi là những cái chi tiết cực kỳ tinh tế và chắc chắn nha các bạn. Phải nói là cái động cơ Cummins, cái công nghệ của nó, công nghệ mới nhất hiện nay, nó được thiết kế cực kỳ chi tiết và chắc chắn. Nói chung là làm cái từng phần nó nhìn nó đẹp và hoành tráng các bạn. À, phía trước là một cái khu vực tản nhiệt cũng như là khu vực lấy gió vào cho động cơ, cách nước bên dưới khu vực lấy gió. Nói chung là nó rất là, cái cánh quạt nó cũng cực kỳ to nha các bạn. Và có turbo tăng áp nữa. Đấy, phần bên này và phần xử lý khí thải Euro 4. Đấy, và cái bình nước cái bên này cũng vậy các bạn. Đấy, bình nước đây nè. Bình nước này thì nó cũng được thiết kế, nói chung là cứng các bạn, dày lắm. Mặc dù nó bằng nhựa nhưng mà nó được làm rất dày, còn nhựa dẻo các bạn. Cứng cáp, từng chi tiết nó được thiết kế cứng cáp, nói chung là nó giữ, nói chung là rất cứng cáp các bạn. Rồi, bây giờ thì mời các bạn qua bên này cái mình xem cái phần khuôn này, phần nhíp này, hệ thống treo của chiếc xe này như thế nào nha các bạn. Cái chiếc xe này á, cái chassis của nó, chiếc xe này á thì chassis của nó rất là dày, cứng và chắc chắn nha các bạn. Chassis của Jack là một loại chassis được dập trên hệ thống máy dập 6.000 tấn. Đấy, cho nên là cái nó là máy dập là lớn nhất châu Á hiện nay, cho nên là nó dập và dập bằng đinh, cái công nghệ đinh tán nữa, cho nên là nó cực kỳ cứng cáp và chắc chắn. Đấy, nói đến chassis là phải nói đến cái sự quá tải cũng như là rất là cũng hàng đầu nha các bạn. Về chassis các bạn, mình cái này mình nói là theo những cái tài liệu chính xác của hãng chứ mình không phải nói tầm bậy nha các bạn. Nhiều bạn nói mình mổ không phải như vậy đâu, đó là thực tế là như vậy. Đấy, cái hệ thống treo kết hợp với phuộc nhíp thì được làm bằng những lá nhíp rất dày, cứng cáp và chắc chắn, kết hợp với một cái những cái phuộc hai bên nữa, nó cực kỳ cứng cáp và chắc chắn nha các bạn. Bây giờ mình sẽ hạ cabin xuống để chúng ta cùng đi xung quanh cái thùng nha các bạn. Cái động cơ này của Jack là động cơ Cummins 2.8 lít nha các bạn. Có turbo tăng áp và cái công suất của nó là 90 kW ở cái vòng tua là 3.200 vòng trên 1 phút. Nó tương đương với khoảng 120 mã lực. Với công suất đó thì nó rất lớn nha các bạn. Và cái này là cái khu vực một cực kỳ các bạn. Còn cái CPU thì bộ não của chiếc xe nó nằm bên trong cái cabin các bạn. Đấy. À, cái thùng chiều dài thùng của nó là 4m, lọt lòng là 4m36 nha các bạn. Còn nếu mà phủ bì thì nó sẽ lớn hơn. Đấy, thùng đóng tại nhà máy. Đấy,
Còn tại nhà máy thì được dập từ những dĩa rắc ở trong bản lề và ở những cái tấm inox bên ngoài nha các bạn. Đấy. Bên này là cái cản. Và phần bên dưới, phần hộp số với lại chassis thì cũng được rất là làm, nói chung là nhìn chắc chắn các bạn. Nhìn nó cứng cáp. À, bình dầu này là bình dầu 100 lít. Đấy. Bình dầu này là được làm là một loại công nghệ mới nhất hiện nay, đó là nó giữa là nhựa composite và cái lớp ngoài là nhựa composite và lớp trong là kim loại nha các bạn. Điều này nó làm cho chống cháy nổ này và nó không có bị rò rỉ sắt trong quá trình chạy các bạn. Thời gian lâu dài thì nó sẽ bị, nếu mà sắt không nó sẽ bị rò rỉ sắt các bạn. Đó là một loại vật liệu tốt nhất hiện nay và phần lớn được áp dụng đối với những cái dòng xe cao cấp các bạn. Đấy, tiếp tục chúng ta sẽ cái bàn bánh sau thì nó là lốp đôi, lốp đôi 700/16 đồng nhất với lại lốp trước. Ở phần nhíp thì ở phía sau là nhíp 2 tầng. Đấy. Nhíp 2 tầng và cái phần quan trọng nữa là cái phần tên phần nhíp á, thì phía sau nó còn có cái chữ A hay là còn có hai cái phụ nữa nha các bạn. Đấy. Thì nó làm cho chiếc xe mình nó chạy nó êm ái mà nó chắc chắn hơn rất nhiều nha các bạn. Một số bạn mình mua xe về thì mình cũng không cần phải làm thêm cái chữ A hay là cái phụ của nữa các bạn. Đấy. Và phía sau thì nó có một cái thùng buồng này. Đấy. Thùng nghề đây các bạn, thùng nghề đây, đây cũng rất là lớn để mình bỏ đồ đồ vào các bạn, rất là thoải mái nha các bạn. Để mình mở cái này ra coi, cái này thì nó bây giờ cái năm 2021 thì cái loại này nó thiết kế nó vặn, cái này nó hơi cái này mở ra nha các bạn, không luôn nghe cái này mình cái này phải mở đúng cái khớp của nó các bạn. Trong có một cái phần nệm để mình để nó giảm những cái âm thanh các bạn. Đấy, cho nó êm ái hơn. Đấy. Và cái phần cản bên sau các bạn. Mấy lần những cái dòng xe trước đây của Jack, ví dụ như N350, N200, những cản của nó mỏng thôi các bạn. Mỏng. Lần này năm 2021 thì nó sử dụng động cơ Cummins N350 N200S thì được sử dụng bằng cái cản rất to và nhìn cực kỳ cứng cáp và chắc chắn nha các bạn. Từng cái chi tiết rất sang trọng, rất dày. Ở phía sau còn dán cái phản quang của cái này nữa các bạn. Và biển số 63H phía sau 1363 rất đẹp. Ở phía sau này các bạn, ngoài cái đèn này thì nó có cái camera lùi nè các bạn. Đấy. Camera lùi được gắn cái bàn này nha các bạn. Đấy. À, cái thùng của Jack thì nó được thiết kế 3 lớp nha các bạn. Cái lớp lớp trong cùng là lớp tôn đáng kể. Giống như cái mũng này các bạn. Là lớp tôn đáng kể là bên trong cùng, sau đó tới một lớp mút xốp và tiếp theo là một cái lớp bên ngoài là lớp inox nha các bạn. Đấy. Nhìn tổng thể phải nói là chiếc xe nó cực đẹp nha các bạn. Và chắc chắn. Ở phần sau thì phần nhíp. Nói chung là nhìn nó dày và cứng cáp chắc chắn các bạn. Lốp thì cũng nhìn nói chung là rất hoành tráng các bạn. Và đây. Rồi các bạn, chúng ta cùng xem ở phần dưới này các bạn, hệ thống xử lý khí thải. À,
Đấy, ở phần này chúng ta sẽ thấy cái bô, cái cổ bô và đường xử lý khí thải của nó qua rất nhiều cái nắp bô khác nhau nha các bạn. Đấy, xử lý khí thải tiêu chuẩn khí thải Euro 4, nhưng mà một số nguồn tin thì chiếc xe này nó đã là Euro 5 đó các bạn. Nó là một chiếc xe rất hiện đại hiện nay. Đấy, xử lý khí thải ở dưới nha các bạn. Đấy, ngoài ra nó còn có hệ thống combo nữa. Xe này nó có hộp hệ thống combo để sủa đèo nữa nha các bạn. Có nghĩa là khi mình sủa đèo thì mình không cần phải rà thắng mà chỉ cần bật combo lên. Mặc dù là trong xe mình rất nặng, tuy nhiên nó sẽ làm giảm cái tốc độ của chiếc xe rất là tốt nhờ hệ thống combo. Chúng ta không phải rà phanh. Nếu mà chúng ta rà phanh nhiều quá thì đoạn đường đèo dốc nó nhiều quá thì nó sẽ làm cho mài nóng và cháy cái bố. Điều đó rất nguy hiểm. Cho nên là cái hệ thống combo nó rất tốt nha các bạn. Và điều đặc biệt của chiếc xe này mà các bạn, đối với những cái dòng xe xe N200 hay là N350 1.99 trước của Jack hoặc là 3.5 sử dụng động cơ Isuzu của các bạn thì nó dùng chỉ cần một bình đó các bạn. Nhưng mà đốt bình 12V, nhưng cái này thì nó dùng hai bình. Nhưng mà hai bình này được mắc với nhau theo kiểu dạng nối tiếp các bạn. Thì nó làm cho chiếc xe này á, nó cũng vẫn là hai bình nhưng mà vẫn là 12V nha các bạn. Đấy, cái điều đặc biệt ở chiếc xe này nó như vậy nha các bạn. Đấy, điều đó nó làm giảm thấp nhất cái nguy cơ mà mất điện của chiếc xe. Đấy, khỏi lo hết bình nha các bạn. Đấy, nó là cực kỳ khác 350 nha các bạn. Và chúng ta có thể quan sát từ bên phía bên này tổng thể chiếc xe, tắp bi cửa giống như là cái hệ thống bên trong thiết kế tinh tế sang trọng đẹp mắt. Đấy, chúng ta nhìn tổng thành bên trong rất đẹp nha các bạn. Đấy, phải nói là chiếc xe này là một trong những chiếc xe được bán chạy nhất của rất hiện nay nha các bạn. Phải nói là cái dòng này vừa mới ra là hiện tại là đã bán đã hết xe rồi các bạn. Đến cuối tháng 12 thì mới bắt đầu có lại cái dòng xe này các bạn. Nhưng mà cái số lượng đặt thì đã được đặt so với lô hàng mới rồi đó, đến 80-90% rồi các bạn. Cho nên cái dòng xe này bán rất là chạy. Đây, mời các bạn chúng ta cùng xem lại tổng thể của chiếc xe nha các bạn. Mà mình xin nhắc lại cho các bạn một số thông tin. Xin nói lại cho các bạn là chiếc xe này là chiếc xe N350S năm 2021. Nó mới vừa có giấy vào tháng 10 thôi nha các bạn, năm 2021. Và động cơ của nó là động cơ Cummins của Mỹ, và với kính hộp 2 tầng được thiết kế cực kỳ sang trọng, hiện đại và đẹp mắt, làm cho chiếc xe cứng cáp hơn rất nhiều. Và động cơ Cummins này nó công suất của nó rất lớn, nó đến là 90 kW ở cái vòng tua là 3.200 vòng trên một phút, thì nó có công suất đến 120 mã lực nha các bạn. Cho nên nó rất mạnh so với những cái dòng xe trước kia sử dụng động cơ Isuzu của Jack trước kia nha các bạn. Đấy, và chiếc xe này nó có chiều dài thùng lọt lầm của nó là chiều dài là 4m36, chiều ngang là 1m82 và chiều cao là 1m77 nha các bạn. À, cái phần chiều cao thì chúng ta có thể rút kèo được các bạn. Đấy, cho nên là nói chung là tổng quan nhìn chiếc xe này rất đẹp và sang trọng. Thì mình sẵn tiện cái thời điểm mình sắp giao chiếc xe này cho anh khách hàng ở Tiền Giang thì mình review sơ lược cho các bạn có thể theo dõi. Các bạn có đam mê xe, các bạn muốn mua dòng xe thì mình có thể có thêm cái tư liệu để mình tham khảo thêm nha các bạn. Đấy, nếu các bạn muốn có nhu cầu mình mua sở hữu chiếc xe như thế này, chiếc này là tải trọng nó 3.495 tấn nha các bạn, 3.5 tấn các bạn, và nó có một dòng là 1.99 tấn nữa. Đấy, các bạn có nhu cầu mình mua cái dòng xe cái phân khúc này, các bạn hãy liên hệ với mình theo số điện thoại bên dưới. Đấy, nó cực kỳ đẹp và sang trọng nha các bạn. Đấy, xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi cái video của mình. Chúc các bạn có nhiều sức khỏe.